giảng tòa nhân sanh hạnh phúc Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như Pháp Người giảng thầy giáo Thái Lệ Húc Số 1 tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước Giáo dục con cháu của họ như thế nào Số 2 thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào Số 3 quy tắc nhân sanh đầu tiên đề tự quy Ngày 20 tháng 11 năm 2004 Thành phố Hải Khẩu trung tâm dở lòng quốc học Hiếu Liêm tập ba các vị bạn hữu chào buổi tối tốt lành chúng ta tiếp tục buổi học lúc chiều muốn có thể thâm nhập cái trí huệ của thánh hiền chúng ta mấy nghìn năm qua nhất định phải có cái pháp bảo bạn mới có thể trực tiếp đi thẳng vào trong cái giáo huấn của thánh hiền là cái pháp bảo gì? Là cổ văn Nhất định là phải có cái chìa khóa này Khi nhắc đến cổ văn Thì rất nhiều người cảm thấy sợ Thậm chí phát rung Kỳ thực Hồi trước Lúc tôi còn đang học cấp 2 Học về cổ văn Thì cũng rất là kém Tôi còn nhớ Thời gian lúc còn học cấp 2 thầy giáo ngữ văn của tôi có một hôm chợt nhìn thấy ở trên bàn có một bài làm văn là một bài văn mẫu được viết rất hay sau đó được chỉnh lý thành bài văn hoàn chỉnh đúng vào lúc chúng tôi cũng học đến văn mẫu trên bài văn mẫu đó có viết cái tên người tác giả là thái dung thanh cái họ của người ấy cũng giống với họ của tôi Thế là thầy giáo chúng tôi sau khi xem xong liền nói một câu thế này Thì nói Cùng là một con cái Được sinh ra trong một gia đình Tại vì sao năng lực về ngữ văn lại kém xa đến như vậy Thái Dung Thanh là chị ba của tôi Là chị của tôi Chị lớp 9 Tôi lớp 7 Cái gì bằng hữu Sau khi nói ra cái câu nói này Tâm hồn yếu đuối của tôi Đã bị một sự đả kích rất lớn cho nên chúng ta là người làm thầy người khác những lời nói làm tổn hại lòng tin của trẻ có thể nói ra hay không không thể nói khi chúng ta làm thầy của người mà nói quá nhiều lời làm tổn thương rất có thể khiến cho trẻ nhỏ mất lòng tin thậm chí còn khiến học sinh sinh ra cái tâm hối hận cho nên việc này phải cẩn thận đương nhiên tôi không có sanh tâm hối hận tôi chỉ cảm thấy bản thân thật xấu hổ chỉ luôn học không được giỏi Tôi còn nhớ có một lần Đi thi làm bài thi dạng đề lựa chọn Đề bài là Lão khí Một Gạch hoành xuân Hai Hoành hạ Ba là Hoành thu Bốn Hoành đông Các vị bằng hữu nên chọn cái nào đây? Lão khí cái gì? Lão khí hoành thu cái gì sao mà trả lời được nhanh vậy Tôi thì lúc đó suy nghĩ cao buổi Còn hát một bài nữa Hãy mà hát ra một tiếng thì chấm vào một chữ Chấm cho đến hết Xem thử chữ cuối cùng chấm được là ở phần nào Thì chọn phần đó Thế là tôi cũng đã chọn sai Cho nên bản thân học ngữ văn vốn là chẳng có chút lòng tin nào Cho đến lúc học cấp 3 Tôi còn nhớ lúc học Nhạc dương lầu ký bởi vì đều là gian thể của cổ văn Nên trong lòng tôi cũng rất sợ Sau đó đến lớp Học được một nửa Thì thầy giáo đã gọi tôi đứng dậy Thầy nói Thái Lê Hút em hãy đứng lên cho thầy Nếu như em học môn ngữ văn của thầy Mà còn ngủ gục Thầy sẽ ghi em là gián mặt Vì thế môn ngữ văn của tôi Vẫn luôn là rất kém cỏi Vẫn không có chuyện hết bị cực thì thái lai Cho nên lòng tin của tôi vốn chưa hề được xây dựng Thậm chí đến khi lên đại học thì cũng như vậy Cảm thấy bản thân mình quá kém cỏi Cho đến khi tôi được 25-26 tuổi Nghe được giáo sư tình không nhắc đến Cổ văn Trung Quốc là cái ơn trạch lớn nhất Mà lão Tổ Tông để lại cho con cháu đời sau Sau khi mà chúng tôi nghe và hiểu rõ vấn đề này Trong lòng thực sự cảm thấy rất hổ thẹn Bình thường có một người rót cho bạn một ly nước Một cách rất chân thành Chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào sẽ hết sức cảm kích thế mà tổ tiên từ mấy nghìn năm trước niềm niệm đều là vì cuộc sống của con cháu đời sau có thể có được sự cải thiện thật lớn thậm chí là truyền lại cái trí huệ của họ từ mấy nghìn năm trước thì đã dụng tâm vì muốn thành tựu cho ta cái ân huệ như vậy có lớn hay không lớn tôi không những không hề cảm ơn mà lại còn đem những sự giáo huấn này nếm vào trong thùng rác trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn đến nỗi rất cả nước mắt hơn hết là thấy dễ chịu sau khi khóc hết những giọt nước mắt này cảm thấy đã làm sai khổng phu từ hướng dị bảo chúng ta người không phải thánh ai chẳng lỗi lầm lỗi mà biết sửa còn gì tốt hơn lúc trước không biết trân quý những giáo huấn của tổ tiên bây giờ đạo lý đã hiểu rõ rồi mau mau cải tà quy chánh cho nên sau khi cái tâm niệm này được đề khởi lên tôi liền bắt đầu học những kinh điển của thánh hiền hơn nữa đã xảy ra một sự việc rất kỳ lạ khi mà tôi lật những quyển cổ văn ra để đọc lại lần nữa đột nhiên là cảm thấy nó thân thiết lạ thường vì sao vậy cho nên chúng tôi ấn chứng một câu giáo huấn của Thánh Hiền Nhất thiết pháp Tùng tâm tưởng sanh Hết thảy pháp Là từ tâm mà sanh Từ tâm mà sanh ra cho nên tại vì sao ngữ văn của tôi lại học không giỏi Tại vì trong nội tâm của mình có sợ hãi Bản thân đã dựng sẵn rất nhiều chướng ngại rồi Cho nên vẫn luôn không thể học được Khi ý niệm này chuyển trở lại Chuyển lại Để hiểu mà trân quý Rồi tiếp nhận giáo huấn của lão tổ tông Tâm niệm này mà chuyển Thì chướng ngại sẽ bị tiêu mất Cho nên chúng ta phải từ trong tâm lý Chân thật mà thể hội được Cái ân trạch của lão tổ tông Thì chúng ta mới có thể học tập được giáo huấn của thánh hiền rất nhiều người đều nói họ bây giờ học cổ văn có thể sẽ không học thuộc nổi các gì bằng hữu khả năng nhớ của tôi thời kỳ ghi nhớ tốt nhất vẫn còn giữ được cho đến bây giờ sau khi tôi 26 tuổi đã tham gia rất nhiều lần thi cử bởi vì sau khi học về cổ văn thì sức nhớ càng ngày càng tốt Cho nên thi cử cũng rất là thuận lợi Vì vậy đích thực là chúng ta bị chính mình làm cho chướng ngại Có rất nhiều lý luận đều nói là Khả năng ghi nhớ tỷ lệ nghịch với tuổi tác Tuổi tác càng lớn Sức ghi nhớ càng giảm sút. Có đạo lý này hay không? Xem ra thì chắc có đạo lý Nhưng mà đó là một cái kết quả Tuổi tác càng cao Sức trí nhớ càng kém là kết quả Xin hỏi nguyên nhân nằm ở đâu? chúng ta phải tìm cho ra nguyên nhân thì mới có thể tùy bệnh cho thuốc tuổi tác lớn tại vì sao sức trí nhớ lại giảm sút đã nghĩ rất nhiều việc gì già rồi không được rồi vô dụng rồi vậy thì không được rồi vậy này tâm tưởng thì thế nào là sự thành cái sự này trái lại không phải là việc tốt chúng ta hãy phân tích một chút người ta tại vì sao tuổi tác càng cao sức ghi nhớ thì càng kém bởi vì theo tuổi tác ngày một tăng lại không hiểu đạo lý cho nên cuộc sống sẽ tăng thêm rất nhiều những sự phiền não phiền não mà nhiều sức trí nhớ càng sụt năng lực suy nghĩ cũng vì thế gian giảm theo thường phải nghĩ những sự việc liền cảm thấy ôi đau đầu muốn chết rồi nghĩ không ra nổi cho nên nguyên nhân là nằm ở việc sau khi con người tuổi tác đã cao Đích thực phiền não chướng của họ càng ngày càng nghiêm trọng Cho nên tự nhiên như vậy mà sức trí nhớ đã giảm xuống Khi một con người đối với cái đạo lý nhân sanh Cái chân tướng làm người xử sự càng rõ ràng, minh bạch Họ lý đắc Thì tâm sẽ an Sẽ thanh tịnh Vì thế sức trí nhớ sẽ có thể tiếp tục Duy trì trở lại Thầy giáo Lý Bình Nam Sống đến 97 tuổi Ngài đã chín mươi mấy tuổi rồi Mà khi giảng bài Có dở sách ra hay không Không hề dở sách Trích dẫn kinh điển luôn luôn Là không hề xem sách Cho nên Trí nhớ của Ngài Thì lại không hề theo tuổi Mà giảm sút. Cho nên rất nhiều chân tướng Phải nhờ bản thân chúng ta Để mà ấn chứng Không nên nói sau khi nghe vậy Mà tự hù dọa chính mình Tam Tự Kinh cũng nói Tô Lão Tuyền 27 tuổi Đã cố gắng học kinh sách Người cha đầy của Tô Thức Bao nhiêu tuổi bắt đầu học 27 tuổi Bởi vì hai người con trai đều giỏi hơn ông Bị kích động nên cảm thấy bản thân Rất mất mặt Khi thực cảm thấy rất mất mặt Là việc tốt hay là việc xấu Là việc tốt cho nên khổng phu Tượng nói Tri sĩ cận hồ dũng Người mà biết nhục thì mới có thể có dũng khí Phấn đấu dương lên Cho nên Tô Lão Tuyền cũng là 27 tuổi Mới bắt đầu thâm nhập giáo huấn Thánh Hiền Sau này ông cũng trở thành Học giả thứ 8 đời đường Tống Là một trong 8 văn nhân Có học vấn đời đường Và đời Tống Cho nên thành tựu cũng là tương đối cao Các vị bằng hữu chỉ cần có bắt đầu Thì sẽ không quá muộn Cho nên chúng ta phải có lòng tin mà học tập Học văn ngôn văn Thì phải hạ thủ từ chỗ nào Vẫn là từ chỗ thuộc lòng mà hạ thủ Các vị có thể thuộc 50 bài văn ngôn văn Thì các vị có thể học văn ngôn văn các vị có thể thuộc 100 bài văn ngôn văn Các vị có thể viết văn ngôn văn Nhất định là khi học thuộc bài đầu tiên sẽ rất lâu Dần dần rất nhiều năng lực của bạn sẽ bắt đầu hồi phục trở lại Chúng tôi có một vị giáo viên 27-28 tuổi rồi Anh lần này gần nhất là tham gia thi Anh cũng nói sức trí giới của anh chưa bao giờ tốt đến như vậy Bởi vì trong một năm trở lại đây Anh đều là học những kinh điển của Thánh hiền Trung Quốc cho nên anh cũng phát hiện trạng thái của mình Luôn trong quá trình đang được tăng lên Vì vậy chúng ta học thuộc những cổ văn nào Các vị bằng hữu Các vị đọc đề tử quy Đề tử quy có thể tương đương với sáu bài thể Văn, ngôn văn Nhập tác hiếu một bài Xuất tắc đệ cẩn tính Ái chúng Thân nhân tương đối ngắn Thân nhân già, dư lực học văn tính thành một đoạn Là bảy bài rồi từ từ rồi sẽ đến bài thứ 50 Và nếu học cả liễu phạm tứ huấn Liễu phạm tứ huấn tương đương với bốn bài thể văn ngôn văn Tiếp đến các vị đem đại học Trung dung và cả luận ngữ học thuộc hết Những cái này đều là cương lĩnh của giáo huấn thánh hiền Các vị đem học thuộc hết Các vị sẽ nắm được hết những tinh túy Có trong giáo huấn của thánh hiền bạn có cái nền tảng này Lại dở xem đến những kinh sách khác Thì sẽ cảm thấy có thể kế nhập vào Trong những tư tưởng quan niệm này Rất dễ dàng Đọc ra thì cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều Cho nên cái mục tiêu này nhất định phải xác lập 50 bài thể văn ngôn văn này Phải quy định một khoảng thời gian Để đọc cho thuộc lòng Nếu không 50 bài văn ngôn văn này Sẽ học hết 50 năm Vì hiệu quả sẽ không tốt Căn bản học tập của ngày nay là gì học quý ở lập trí phải lập định chí mới được chúng ta học gì văn ngôn văn phải lập cái gì các gì bằng hữu mục tiêu của việc học văn ngôn văn ở đâu cái gì hôm nay học giáo huấn thánh hiền mục tiêu là ở đâu là để làm thầy nào vỗ tay đi chứ là gì bằng hữu nào có chí hướng như vậy làm thầy cũng được làm thầy cũng tốt làm thầy cả cuộc đời dạy mấy trăm học sinh cuộc đời của mấy trăm học sinh này sẽ vì việc bạn dạy bảo chúng những giáo huấn thánh hiền mà cuộc đời chúng sẽ có sự thay đổi rất lớn có thể biết được thì phi thiện ác có thể làm cho cuộc sống được hạnh phúc mỹ mãn Giả lại các vị không chỉ là dạy những học sinh này Mặt ảnh hưởng của các vị không ngừng ở đó Mỗi một học sinh về sau này Còn làm cha, làm mẹ Còn có thể đem điều bạn dạy cho chúng Những đạo lý nhân sanh chính xác Lại truyền về sau Cho nên công tác giáo dục Là nguồn xa, chảy rộng Cho nên cái gì là công đức vô lượng Giáo dục Công đức vô lượng Không có ngần mẻ nếu như học sinh mà các vị dạy trong đó Có đứa lại làm thầy cô giáo Cuộc đời đó là dạy ra mấy trăm học sinh Cho nên cái công việc dạy học này Rất có giá trị Có thể lập chí nguyện như vậy Tin là việc học tập của các vị Nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc Phạm Trọng Im đời nhà Tống Từ nhỏ đã biết được lập chí có một lần Lúc ông đi xem tướng số Đi đến một địa phương nọ Thì tìm được một vị xem tướng số Thêm bản tính Ông liền hỏi vị tiên sinh tướng số đó là Ông giúp con xem thử xem Con có thể làm tệ tướng được không Vị tiên sinh xem tướng số này Có thể cả cuộc đời ông Cũng chưa hề xem qua Một đứa trẻ còn nhỏ lại có thể mở miệng nói Muốn làm tệ tướng Ông cũng phải giật mình Nói với Phạm Trọng im là tôi còn nhỏ mà sao khẩu khí lại lớn như vậy sau đó phòng Trọng im cảm thấy có chút xấu hổ rồi lại nói với ông không thì thôi đi ông có thể xem xem con có thể làm thầy thuốc không tiên sinh xem tướng đó có chút bối rối sao mà chí nguyện lại cách xa đến như vậy Điền hỏi lại câu tại sao lại chọn hai cái chí nguyện này chứ phòng trong im liền trả lời bởi vì chỉ có quan tốt và lương y là có thể cứu người Vì thầy Xem tướng sau khi nghe xong rất cảm động Một đứa trẻ con Mà niệm niệm đã nghĩ đến cứu người rồi Cho nên vì thầy tướng số Liền nói với Phạm Đồng Im Cậu có cái tâm này Chính là cái tâm của một tệ tướng chân thật Vì thế cậu sau này nhất định có thể làm tệ tướng các vị bằng hữu các vị có tin phạm trọng im có thể làm tể tướng hay không tôi tin tuyệt đối ông có thể làm tể tướng vì sao vậy tại vì ông từ khi nào mà đã làm ra một sự chuẩn bị từ nhỏ chí hướng của ông đã rất kiên định rồi dũng mãnh tiến tới một cái mục tiêu thì giống như là ngọn hải đăng nằm trên biển tàu thuyền có thể căn cứ cái phương hướng vào ngọn hải đăng này mà đi thì có thể nhanh chóng đến được bến nếu như ngọn hải đăng này mà tìm không thấy mỗi ngày cứ chạy lên đông rồi lại chạy về tây rất nhiều thời gian đã bị tiêu hao đi mãi mãi cho nên người mà có chí hướng việc học tập của họ nhất định sẽ rất là vững vàng cái gì bằng hữu phòng trọng im xem tứ thư ngũ kinh có giống với những người khác cũng xem tứ thư ngũ kinh hay không cái ý gì nhìn thấy được có khác biệt rất xa Bởi vì cái ý niệm trong lúc mà Phạm Trọng Im Đọc tứ thư ngũ kinh Niệm niệm nghĩ rằng Ta phải làm thế nào sau khi học thông những kinh điển này Đem chỉ dạy trong kinh điển mà Tạo phúc cho dân Vì thế ông đọc sách về độ sâu và độ rộng Nhất định là nhiều hơn những người đọc sách khác rất nhiều Cứ tích lũy như vậy trong mấy mươi năm rồi đi thi cử trên là tuyệt đối sẽ rất lớn thế là phạm trọng im đích thực đã làm tệ tướng tôi đối với rất nhiều thầy cô ở hải khẩu chúng ta lúc mà lần đầu tiên được lên đứng lớp giảng tôi cũng đã nói với họ học tập văn hóa truyền thống chính yếu là lập chí Chúng ta lập cái chí gì? Vì tiếp nối được học Của Thánh Hiền Vì khai mở Thái Bình Cho dạng thế Vì những Thánh Hiền nhân quá giảng Mà kế thừa học vấn của họ Cái chữ kế này rất quan trọng Chúng ta phải kế tục Cái trước mới khai mở cái sau Nếu như không có kế thừa thì sẽ không thể tiếp tục truyền lại cho nên chúng ta học tập trọng điểm là phải có thể học cho thông tiếp đến mà truyền gửi lại cho con cháu ở đời sau vì khai mở thái bình cho dạng thế hy vọng xã hội của chúng ta sau này con cháu đời sau này có thể được sống những năm tháng thái bình kỳ thực hai câu nói này là nhân quả của nhau có thể tiếp nói tuyệt học của thánh hiền là nhân chứ định phải trọng cái nhân này mới có thể mở ra an định phùng dinh cho xã hội cho nên khai thái bình là kết quả một cái xã hội mà thái bình có nghĩa là tư tưởng quan niệm con người phải chính xác mà tư tưởng quan niệm muốn chính xác Nhất thiết phải thông qua giáo huấn của Thánh Hiền Mới có thể làm được Cho nên tôi đã nói với thầy cô giáo Ở trung tâm hải khẩu Văn hóa Trung Quốc mấy nghìn năm Truyền thừa trở lại Vì đầu tiên gặp phải Sẽ có thể là cái gì Mà đoạn mất Sẽ đoạn mất Hai cái lực lượng quan trọng nhất Của văn hóa Trung Quốc một cái là hiếu đạo, một cái là sư đạo. Các gì bằng hữu, các gì hiện nay nhìn thấy được hiếu đạo hay không? Hình như không còn nghe được nữa, không còn nghe có hiếu tử. Hiện nay thầy cô có còn tìm được học trò tốt hay không? Rất khó tìm. Hiếu đạo và sư đạo có thể trường thời văn hóa Trung Quốc, nhưng mà hiện nay thì hai cái lực lượng này càng ngày càng mỏng yếu đi. Cho nên nếu như dân hóa Trung Quốc bị đoạn trong tay của chúng ta, thì chúng ta đã có lỗi với lão tổ tông mấy nghìn năm rồi. Càng có lỗi đối với con cháu đời đời sau nữa. Khi tôi nói ra những lời này không phải là muốn hù dọa. Chúng ta phải xem rõ cái hiện trạng mới có thể đề khởi được cái sứ mệnh của chúng ta cho nên chí hướng chính là vì tiếp nối tuyệt học của thánh hiệp vì khai mở thái bình cho dạng thế vậy thì bắt tay từ chỗ nào chúng ta nói là phải định gì trước định gì là từng giờ từng phút học viên nhân sư hành vi thế phạm Hải khẩu chúng ta có mấy vị giáo viên Trong thời gian cả trường của họ triển khai ra Thì chỉ có họ là đang triển khai Và sau khi triển khai được vài tháng Biểu hiện của học sinh đã rất tốt Rất nhiều đồng nghiệp trong lúc đi ngang qua Cái lớp của họ Đều cảm thấy học sinh rất có lễ phép Và những vị phụ huynh của các lớp này Đều gọi điện đến trường học Mà nói là Bọn trẻ đã trưởng thành rất nhiều Đặc biệt là về mặt hiếu thuận Đã có tiến bộ rất lớn Do là phụ huynh phản hồi Do gì rất nhiều thầy cô phản ứng giống nhau Thầy hiệu trưởng của ngôi trường đó Lại mời chúng tôi đến để diễn giảng Với các thầy cô trong trường Trong đó có một ngôi trường học tên là Trường thực nghiệm quốc khoa viên Ban đầu đề nghị chúng tôi chuẩn bị 97 quyển sách Sau đó bởi vì Cái lớp học của vị giáo viên nọ biểu hiện quá tốt và mời chúng tôi đến diễn giảng cho giáo viên cả trường Sau đó lúc đem tặng Đã phải bổ sung thêm hơn 500 quyển Cái duyên phần này được thúc đẩy như thế nào? Chính là vì giáo viên này Học viên nhân sư Họ học là gì để làm thầy Những học sinh này Cho nên học sinh tiến bộ rất là lớn Họ còn học là gì làm gương cho các đồng nghiệp Cho nên hành vi thế phạm cho nên tự nhiên mà thành ra cái sức ảnh hưởng Thúc đẩy mọi việc triển khai Cho nên các vị bằng hữu khi mà lập chí Cũng không nên lập cho cao quá Nên từ ngay trong cái gia đình của mình Trong cái công việc mà Học vi nhân sư hành vi thế phạm Cái sức ảnh hưởng này tự nhiên sẽ lan rộng ra Có một vị là thầy giáo dương Làm giáo viên cho trường tiểu học Trường thuộc diện sư phạm Đài Nam Lúc anh mới vừa bắt đầu phổ biến ra Mỗi ngày buổi sáng anh đều là người đến trường sớm nhất Sau khi vừa đến lớp học thì lập tức dở đệ tử uy ra Dở hiếu kinh ra Bắt đầu đọc Xác thực là lấy mình làm gương Cho nên học sinh của anh Khi bước vào trong lớp Còn có lệ mề với dư hay không Nó có còn ngồi đó để mà ăn bữa sáng hay không Không có Vừa bước vào lớp liền cảm nhận được thái độ hiếu học của thầy Cái âm thanh đọc sách của vị thầy này Lập tức khiến tâm của chúng định trở lại rồi Rồi cùng nhau đọc với thầy giáo cho nên lớp của anh tiến bộ cũng rất là nhanh Mà bọn trẻ sau khi tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền Cái tâm cũng rất lương thiện Vào lúc quốc tế 8 tháng 3 năm nay Học sinh đã đến nói với vị giáo viên họ Dương này Thưa Thầy Chúng em quyết định mỗi một người Mua hai đó hoa Thầy lại hỏi là vì sao phải mua hai đó hoa Chúng đã nói với thầy giáo này Chúng nói thưa thầy Một bông để tặng cho mẹ em Một bông là để tặng cho các cô giáo trong trường Thầy giáo của chúng nghe xong rất là vui mừng Bản thân chưa hề nghĩ đến Mà học sinh đã nghĩ đến rồi Quá thật bọn trẻ đang thực hành giáo huấn của đệ tử uy Hiếu đạo Nhập tắc hiếu Cha mẹ thích Dốc lòng làm mà còn niệm niệm nhớ nghĩ đến giấc giả của mẹ Cũng có thể nghĩ đến thầy cô Đã giấc giả chỉ dạy cho chúng Cho đến ngày hôm đó học sinh trong lớp của họ Đã đem hoa đi tặng khắp nơi trong trường Trong lúc đem đi tặng Hiệu trưởng của họ là Một vị nữ hiệu trưởng Sau khi thấy vậy rất cảm động Còn đích thân đi đến cái lớp đó Để công nhận những việc làm của các học sinh trong quá trình nói chuyện gì quá xúc động Vì nữ giáo viên này đã chạy cả nước mắt Học sinh chân thật tự mình thể nghiệm Mà cảm ơn cha mẹ Cảm ơn thầy cô trong quá trình đó Nội tâm của bản thân chúng sẽ cảm thấy rất mỹ mãn Cảm thấy rất thiết thực Bởi vì chúng đang làm cái việc mà chúng nên làm Có một đứa trẻ nọ Là một học sinh nam cầm hoa đi tặng cho một vị giáo viên nữ Sau khi trở về rất thích thú liền chạy đến nói với thầy giáo của chúng Nó nói thầy ơi Lúc mà em đem tặng nhìn thấy được vẻ tươi cười của cô Trong lòng em thấy vô cùng vui sướng Tiếp theo vị thầy giáo này hỏi đó Trong lúc này Em đã thể hội được cái điều gì Đứa trẻ này nói Em cảm thấy cho đi có phúc hơn là được nhận Cho nên cái loại vui sướng gì giúp cho người khác này niềm vui của việc quan tâm người khác tuyệt đối không phải là ở trong sách giáo khoa có vậy mà là sau khi đích thân đi làm mà thể hội được cho nên chúng ta là thầy cũng được phụ huynh cũng được phải khiến trẻ nhỏ hiểu được để đánh đổi hiểu được để quan tâm chúng mới biết cảm nhận được niềm vui của việc ra sức và quan tâm người khác ở đâu cho nên những vị làm giáo viên này đều có một cái định vị muốn có thể học di nhân sư hành vi thế phạm họ cũng chỉ là từ cái gia đình của mình và trong công việc mà tận tâm tật lực nhưng mà sức ảnh hưởng của cái duyên phận này tự nhiên như thế đã khai mở rộng ra cho nên cái học kỳ này môn đức dục của toàn trường họ sẽ mời giáo viên họ dương này đứng lớp mà vì giáo viên họ dương còn mở thêm một môn học gọi là đệ tử quy thánh hiền giáo huấn chúng ta tu thân mới có thể tề gia tề gia mới có thể trị quốc trị quốc thì có thể bình thiên hạ đây không phải là bốn sự việc mà là một sự việc từ đâu mà bắt đầu từ tu thân mà bắt đầu sau khi mà chúng ta tu thân Con cái rồi Người nhà Sẽ khâm phục Tự nhiên như thế Có thể tề gia Chúng ta đi làm việc Trong một đoàn thể Làm việc thì cũng giống như Một cái đất nước nhỏ vậy Khi bạn làm tốt công việc của mình Tu dưỡng tốt rồi Tự nhiên như thế Sẽ có thể cảm động người khác Là có thể trị quốc Mà những vị giáo viên này Bởi vì chăm chỉ học tập Chăm chỉ dạy học cho nên đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm những giáo viên này cũng cùng chúng tôi đi đến thẩm quyến đến hải khẩu thậm chí còn giảng học văn hóa trung quốc ở bắc kinh cho nên dấu chân của họ cũng đã đi qua rất nhiều tỉnh thành cho nên cũng đang bình thiên hạ cho nên căn bản nhất định phải từ công phu tu thân của chính mình mà bắt đầu làm cho nên quân tử dụ bổn Nhất định phải bắt đầu từ căn bản Bổn lập nhi đạo sinh Cho nên phải lập chí lớn Cũng phải làm đâu chắc đấy Từng bước từng bước mà đi lên Hải khẩu chúng ta hiện nay Mỗi một tuần đều có giáo viên đến giảng Mỗi một tuần đều có lớp bồi dưỡng cho phụ huynh Mỗi một tuần đều có quá trình vậy giáo dục cho các em nhỏ mà không có một tuần lễ nào gián đoạn mà năng lực của các giáo viên này thì bởi vì có cái chí hướng này lại thêm sự rèn luyện cho nên nâng cao rất là nhanh cho nên chúng ta học phải quý ở lập chí mà trong thời gian trẻ nhỏ đang học học vấn tánh hiệt chúng ta phải dẫn dắt chúng lập chí như thế nào nếu như chúng nói chúng muốn làm thủ tướng vì cái mục tiêu này đối với cuộc sống của chúng hiện giờ hơi xa một chút Chúng ta sẽ dẫn dắt bọn trẻ lập chí như thế nào Từ việc lập chí Là một đứa con Hiếu thảo trong gia đình Lập chí là một học sinh tốt Ở trong trường học ngoài xã hội lập chí là một người công dân tốt từ những chỗ này mà bắt đầu cho nên chúng sẽ cảm thấy mình bây giờ học cái học vấn thánh hiền giúp rót cho mẹ một ly trà giúp mẹ rửa chân đều đang nỗ lực thực hiện giáo huấn của thánh hiền, đều đang là một đứa con có hiếu. Rất nhiều đứa trẻ sẽ nói mẹ ơi, sau này lớn lên con nhất định mua một căn nhà lớn cho mẹ ở, mua một chiếc xe lớn cho mẹ lái. Rất nhiều người mẹ sau khi nghe xong thì vui không thể tả xiết. Nhưng mà bọn trẻ mỗi ngày đều cãi nhau với họ, chúng mỗi ngày còn mơ mộng là sau đây mua căn nhà lớn cho họ ở. Lòng hiếu thuận của trẻ nhỏ không nên kỳ vọng. Sau khi đã mấy chục tuổi rồi thì mới bắt đầu có hiếu. Một đứa trẻ có tâm hiếu chân thật thì sẽ bắt đầu làm ngay lập tức. Vì thế chúng ta đang dùng để tự uy. Dẫn dắt bọn trẻ em nói chuyện với cha mẹ một cách ôn hòa. Em mỗi ngày. Có thể giúp mẹ sang sẻ giấc giả Làm những việc nhà Em mỗi ngày Có thể lo học hành cho tốt Để cha mẹ yên tâm Những việc này đều thực sự là Làm công việc của một người con hiếu Cho nên sẽ không khiến cho Chí hướng của chúng Và cuộc sống của chúng bị tách rời ra Vì thế trong quá trình trẻ nhỏ đang thực hiện Thì sẽ rất vui thích rất vững lòng ở trường học là một đứa học sinh ngoan chúng tôi có mấy đứa học sinh đều được đánh giá là học sinh ba tốt mà quan trọng nhất là những giáo viên này tại sao sau khi xem xong một số hồ sơ của chúng đều chỉ định nhất định phải chọn chúng làm học sinh ba tốt bởi vì hiếu hành của những đứa trẻ này đều khiến cho họ vô cùng cảm động có một đứa trẻ trong một tuần lễ đã làm được 43 việc hiếu hạnh Rất nhiều thầy cô vừa xem đến Đã cảm động đến tận đáy lòng Và ở trường học thì có thể là một học sinh ngoan Ở ngoài xã hội Thì là một công dân tốt Rất nhiều trẻ nhỏ nhìn thấy người lớn Một số người già bước lên xe Thì chúng lập tức biết nhường chỗ ngồi Vừa nhường chỗ như thế Thì những người lớn khác cũng vậy những bạn nhỏ cũng vậy nhìn thấy rất cảm động các vị xem đứa trẻ nhỏ như vậy còn biết nhường chỗ ngồi vì chúng ta phải càng thêm thấy xấu hổ cho nên những đứa trẻ này đều rất biết việc nhường chỗ ngồi khiến cho xã hội thêm hiểu được mà ra sức càng hiểu mà giúp người chúng tôi cũng thường hướng dẫn bọn trẻ hết thể việc mà chúng ta làm không chỉ ảnh hưởng trong một gia đình những gì chúng ta đã làm thậm chí còn đại biểu cho một đất nước đại biểu cho một đất nước đã từng có mấy trang báo trên mạng đưa tin trong đó có nhắc đến ba cái sự việc sự việc thứ nhất tại nhà thờ đức bà ở pháp nhà thờ đức bà ở pháp là một nơi vô cùng tôn nghiêm trang trọng thế nhưng bên trong đó có viết một hàng chữ tiếng trung quốc xin đừng nói chuyện ồn ào chúng tôi mới nói như vậy thì hỏi các bạn nhỏ tại vì sao phải dùng chữ trung quốc để viết hàng chữ đó chúng nói bởi vì người trung quốc rất vĩ đại Tôi nói không phải Mà đó là viết để cho người Trung Quốc xem Nhắc nhở người Trung Quốc khi vào những nơi tôn nghiêm trang trọng như vậy Không thể ồn ào lớn tiếng được Đây là việc không biết suy nghĩ cho người khác Cho nên những người Trung Quốc này đã làm cho người Trung Quốc mất mặt trên khắp thế giới Cho nên ngôn ngữ hành vi của chúng ta Đều đại biểu cho một đất nước phải thay đất nước chúng ta Để lại hình tượng tốt Đây là chúng ta tận hết bổn phận Cho đất nước chúng ta Từ đây mà nhắc nhở Cái hành vi của chúng từng ly từng tí Tuyệt đối không thể tùy tiện được Không thể xuồng xả Tôi cũng nhắc nhở bọn trẻ Đi đến sân bay Có thể nói chuyện ồn ào được hay không Có thể chạy nhảy lung tung hay không Nhiều người ngoài quốc ở sân bay nhìn thấy sẽ nói Ồ, người Trung Quốc các bạn đã dạy dỗ ra một thế hệ dáng dễ như thế đấy à Cho nên trẻ con là có thể vậy Sau khi bạn nhắc nhở chúng Thì chúng sẽ tự đề khởi lên Cái thái độ đúng đắn của chúng Một sự việc nữa là Ở Trân Châu Cảng của một người Mỹ Phía trên cái thùng rác cũng là dùng tiếng Trung Quốc để viết Vui lòng bỏ rác vào đây tại vì sao lại phải giết bằng một hàng chữ trung quốc bởi vì người trung quốc chúng ta dứt rác lung tung phải chú ý xin hỏi là thế hệ người trung quốc thời đại nào vậy chúng ta không thể nào đem lão tổ tông kiệt xuất mấy nghìn năm mà kéo xuống nước cái việc này không dám làm trung quốc mấy nghìn năm lại đây vốn là đất nước nổi tiếng về lễ nghĩa Người của đất nước lễ nghĩa Đi đến, đến nhà người ta thì có việc dứt rác bừa bãi hay không? Không thể nào Vì vậy, vậy ai đã sai? Chúng ta những người làm cha mẹ làm thầy cô đã sai rồi Bởi vì không gì cho tốt Nên cũng cảnh giác bọn trẻ Tuyệt đối không thể đánh mất thể diện người Trung Quốc Không thể dứt rác lung tung bản tin thứ ba là tại cung điện ở Thái Lan trong nhà vệ sinh cũng có viết một hàng chữ đi vệ sinh xong nhớ dội cầu ý nói người Trung Quốc chúng ta có thói quen như thế nào vậy không sạch sẽ không có vệ sinh người Trung Quốc như vậy chỉ là trong mấy trăm năm mấy chục năm nay tuyệt đối không phải là mấy nghìn năm trước cho nên bọn trẻ sau khi nghe xong Chúng sẽ cảm thấy không thể để mất mặt như vậy Từ ngay trong cuộc sống bản thân Chúng bắt đầu sửa đổi những cái khuyết điểm này Chúng ta hãy thử suy nghĩ một vấn đề Các vị bằng hữu Các vị đi Paris của Pháp chưa? Các vị đi đến Trân Châu Cảng ở Mỹ chưa? Các vị đi qua cung điện ở Thái Lan chưa? Người mà có thể đi đến những nơi này là những người nào có tiền có địa vị xã hội thậm chí rất nhiều là những học sinh đến du học ở trong xã hội đều được xem là thuộc tầng lớp tương đối cao thế mà ở tầng lớp cao thậm chí là nhân sự giáo dục cao độ mà cả các quy cụ căn bản của cuộc sống này cũng không trang bị tốt Vì thế thứ lớp của việc học không thể điên đảo Thứ tự mà đảo lộn Thứ mà sau khi học ra quả thật là Ngã nhiên siêu dẻo Cho nên học tập nhất định phải chú trọng thứ tự Giáo dục hiện nay là tương đối chú trọng việc Truyền đạt tri thức Và kỹ năng Cho nên những người mà có quá trình học cao Thì có tri thức hay không? Có Có kỹ thuật kỹ năng hay không? Có Nhưng mà Cái gốc đức hạnh của họ như thế nào? Chưa trồng được tốt Chưa trồng được chắc chắn Tôi có một đứa cháu Mới hơn 2 tuổi Thì đã bắt đầu học Anh Văn Vì của nó dạy cho nó học Anh Văn Kết quả là sau khi học một thời gian bà ngoại của nó dắt nó đi đến nhà của chúng tôi chơi. Sau đó thì bắt đầu biểu diễn. Các vị bằng hữu các vị có làm qua cái việc kiểu như vậy chưa? Với người lớn chớ khoe tài. Đứa trẻ nhỏ này từ nhỏ thì đã đứng trước mặt rất nhiều người lớn tỏ ra là không ai bằng mình. Tỏ vẻ giống như là rất có năng lực, từ nhỏ nó đã hình thành cái gì. Ngạo mạn. Ngạo mạn là một trong những kẻ thù lớn nhất của việc cầu học vấn. Tâm ngạo mạng mà sinh thì không coi ai ra gì. Cho nên khi mà nó đi đến nhà chúng tôi chơi, bà ngoại của nó đã bắt đầu nói với nó Bà nói nào, chúng ta đọc tiếng Anh cho mọi người nghe đi. Lúc mới đầu hỏi, quả táo nói thế nào? Đứa trẻ nói Apple. Cái dù nói thế nào? Ông là nói rất nhiều từ mà không sai chút nào có giỏi hay không có thể các vị nghe mà Wow, giỏi quá và sẽ còn vỗ tay cho nó nữa đột nhiên đứa trẻ này lại hỏi với bà nội của nó một câu hỏi bà ngoại quyển sách nói thế nào bà ngoại của nó vừa nghe liền nói bà làm sao mà biết đứa bé đó nói bà ngoại sao bà bà ngốc thế có tri thức rồi có kỹ năng rồi mà vẫn chưa hiểu được cái thái độ đối đại với người lớn tri thức càng cao càng ngạo mạn cho nên thứ tự của việc học tuyệt đối không thể đảo lộn đảo lộn không được lâm tắc từ dùng sự từng trải cả đời mình đem viết ra thành mười sự việc mấu chốt của đời người được gọi là thập vô ích trong đó có hai điểm là nhằm vào cái thái độ học tập mà nêu ra hành vi bất đoan đọc sách vô ích một đứa trẻ mà cuộc sống rất thiếu quy củ Đối với người lớn cũng không có lễ phép Học chữ có giúp được gì không? Ngôn ngữ hành vi của nó Dưới dấu huấn của Thánh Hiền Hoàn toàn trái ngược Chỉ cần là cái tình huống này Học càng nhiều Có thể sau này sẽ gieo hại càng lớn Có thể nó được 7-8 tuổi Thì có thể lấy những lời trong sách luận ngữ mắng cha mẹ của nó vì thế các vị bằng hữu những người hại nước hại dân trong lịch sử có được học hành hay không hơn cả có mà còn học rất nhiều nữa nhưng mà tại vì sao cuối cùng lại hại nước hại dân bởi vì họ học tập cái mục đích là gì công danh lợi lộc của họ bởi vì từ nhỏ họ học tập chưa trồng được cái gốc rễ đức hạnh cho tốt một người mà cái gốc đức hạnh trồng tốt rồi Nhất định là sẽ muốn hiếu thuận cha mẹ Muốn lợi ích nhân dân Không thể nào lại làm ra những cái sự việc như vậy Cho nên nhất định phải khiến Chúng thực hành giáo huấn của Thánh Hiền Cùng với phẩm hạnh cuộc sống Phải tương ương mới được Cái này rất quan trọng Vì thế việc học Cũng phải xem trọng công phu nỗ lực thực hiện Tiếp theo điểm thứ hai Tâm cao khí ngạo Học trọng vô ích Một người cầu học vấn Mà đã trưởng dưỡng cái tâm ngạo mạn của họ trước tiên Học tập có nhiều nữa có thể cũng đem học vấn này Để đi đo lỗi lầm của người khác Mà không nhìn thấy lỗi lầm chính mình Chúng ta thấy xã hội bây giờ Tỷ lệ ly hôn rất cao Xin hỏi tỷ lệ ly hôn cao nhất là Thuộc người ở tầng lớp nào Đều là người có học thức cao Bởi vì họ nghĩ rằng Họ là người học cao hơn người khác nhiều Thế là Tự cao tự đại Không biết kiểm điểm chính mình vì thế đây đều là những đại kỳ của việc học không thể phạm phải vì thế thánh hiền nhân của chúng ta đã dạy chúng ta thứ tự của việc học tập trong tam tự kinh đã có chỉ dạy qua trong kinh văn có nêu rằng vi học giả tất hữu sơ người học sách nhất định phải có thứ tự trước sau của họ quyển sách quan trọng nhất để bắt đầu là quyển nào tiểu học chung chí tứ thư Cho nên trong quá trình học Cái quyển giáo trình thứ nhất Là quyển Đồng Mông Dường Chánh Do ông Chu Hy Chu Phu Tử Đời nhà Tống viết Mà cái quyển tiểu học này quan trọng nhất Chính là dạy cách xử sự đối người Hiếu thuận cha mẹ thế nào Tôn kính người lớn ra sao Quét dọn nhà cửa như thế nào Những cái căn bản của làm người Làm việc Đều nằm ở trong cái quyển tiểu học này sau khi trồng cái gốc này Lại học tứ thư ngũ kinh Như thế thì đứa trẻ sẽ không biết ngạo mạn Đứa trẻ sẽ biết cái học dấn thánh hiền Quan trọng nhất là Nhất định phải thực hành ở trong cuộc sống Cho nên chúng ta hiện nay muốn thâm nhập học vấn thánh hiền Nhất định cũng phải đi con đường cũ Không nghe lời người xưa Thiệt thòi ngay trước mắt vì thế rất nhiều người đã học rất nhiều năm Nhưng mà Vẫn luôn cảm thấy học vấn không vững chắc Nguyên nhân là gì nền móng chưa được xây tốt Cho nên chúng ta bắt đầu thì giảng dạy đệ tử quy Từ lão tổ tông 4.500 năm trước Đại giáo hướng chúng ta mà bắt đầu thâm nhập Cho nên bài đầu tiên mà chúng ta học đó là tổ tiên xa xưa của chúng ta Đã dạy dỗ con cháu của họ như thế nào Cái cương lĩnh này với đệ tử quy Là cùng một thứ Mà nội dung của đệ tử quy Là đem những giáo huấn này Áp dụng từ lý từ tí trở lại vào trong cuộc sống Cho nên chúng ta khi bắt đầu nghiên cứu thảo luận Sẽ đem cả hai cái thứ này gộp vào nhau mà giảng Cái quyển tiểu học này là chu phu tử đời nhà tống biên soạn cách thời đại của chúng ta hiện tại cũng gần cả nghìn năm cho nên rất nhiều những giáo huấn cùng với tình trạng cuộc sống bây giờ có một ít khác biệt vì thế học giả lý dục tú đời nhà thanh đã căn cứ giáo huấn trong quyển tiểu học lại thêm của khổng phu tử một đoạn khai thị bên trong quyển Luận ngữ học di biến Đệ tử nhập tắc hiếu Xuất tắc đệ Cẩn nhi tính Phím ái chúng Nhi thân nhân Hành hữu dư lực Tác dĩ học văn Từ trong cái câu nói này Khuyên bảo cho chúng ta Bảy cái cương lĩnh của học vấn thánh hiền Mà bảy cái cương lĩnh này Lý Dục Tú Phu Tử Đã đem bảy cái cương lĩnh Để mà biên soạn thành một quyển đệ tử quy Cho nên đệ tử quy Chính là y cứ nhập tắc hiếu Xuất tắc đệ Cẩn Tính Ái chúng thân nhân Như lực học văn mà đem viết ra Vì thế chỉ cần chúng ta mà học Sẽ rất dễ nắm được tất cả các cương lĩnh vốn có của Thánh Hiền Chúng ta học tập phải nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu nhất môn nào nhất môn ở đây là nắm được tất cả cương lệnh của giáo huấn thánh hiền trong quyển kinh sách này cái gì phải nắm một môn này khi các vị đem một môn này thật sự thực hành thực sự làm được rồi thì tất cả giáo huấn của thánh hiền các vị vừa tiếp xúc thì có thể hiểu biết có chỗ ngộ vị thâm nhập như thế nào thâm nhập nhất định phải giải hành tương ương Giải là hiểu rõ Sau khi hiểu rõ thì phải làm Càng làm Thì càng có thể hiểu được sâu Hiểu được càng sâu Thì làm được càng thấu triệt Nhưng mà các vị nếu như chỉ hiểu mà không làm Thì thì sẽ tăng trưởng ngạo mạn Cho nên đệ tử quy nói Không gắn làm Chỉ học văn Chỉ bề ngoài Thành người nào nhưng nếu chỉ có làm mà không hiểu Cũng không đi tìm hiểu thánh hiền chỉ dạy như thế nào Toàn là bản thân muốn làm sao Như vậy được rồi hiếu thuận Thì hãy thuận theo phương pháp của tôi Bà hiếu Nhưng gắn làm mà không học Thì sẽ Theo ý mình mù lẽ phải Nếu chỉ biết dùng phương pháp của chính mình Rất có thể sẽ làm sai nhiều thứ Cho nên nhất định Phải giải và hành tương ưng Mới có thể thâm nhập Mà còn phải huân tu trường kỳ cái trường kỳ này Là chỉ Mỗi giờ mỗi phút Không thể gián đoạn Học tập chỉ cần gián đoạn Thì hiệu quả sẽ khác xa Cho nên vào lúc đó Khổng Phu Tử đã nói Ba ngày không đọc sách Thì cảm thấy khí chất Đã bị sa sút trở lại Được rồi Tiết học này chúng ta chỉ nói đến đây thôi Xin cảm ơn No.